Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người về vị tướng Lý Bố. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người Lý Bố đi rừng và đi đường Đặt Hàng luôn. Ở đây thì cái Lý Bố này nè mọi người, thì cái phần quan trọng nhất là cái phần trang bị và cái bán ngọc. Và cái phần chia sẻ này mình xin đảm bảo rất là ok luôn. Mọi người cứ yên tâm mà lên, nếu mà lên đúng theo cách của mình á, đảm bảo chơi rất là ngon lành. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần bán ngọc trước nha. Lý Bố thì ngọc á, là mình sẽ lên là không tốc đánh nữa. Lúc trước á, mở mùa trước á mọi người, thì mình lên 10 viên ngọc tím nè, tốc đánh tốc chạy, để nó vừa có tốc đánh vừa có độ di chuyển, nó sẽ đảo lên liên tục để hỗ trợ đồng đội hơn. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ lên là công nhật lý và tốc chạy mọi người, mình không lên tốc đánh nha. Thì mình sẽ đi vào bán ngọc nè, ngọc đỏ 10 viên công nhật lý và xiên giáp, còn ngọc xanh mình sẽ lên là 10 viên công nhật lý xiên giáp luôn, và ngọc tím thì mình sẽ lên là 10 viên công nhật lý và tốc chạy. Đó, bản ngọc này nó sẽ mạnh hơn nha mọi người. Nói chung bản ngọc này á, là rất là ok đó, mọi người cứ yên tâm nha. Về cái phù hiệu cho lớp 4 thì mình sẽ chọn cái ma tính. Cái phù hiệu ma tính là phù hợp cho nhất cho lớp 4. Nếu mà mọi người đi gần á thì sẽ phù hợp nhất. Còn nếu mà đi solo từng thằng á, đôi khi cũng chọn cái đấu khí cũng phù hợp nha. Tại vì đấu khí nó sẽ tăng cái thời gian, cái khống chống chịu mọi người, nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Ở dưới đây mình sẽ chọn cái quả cầu băng xương hoặc là cái siêu máu. Thì theo mình á, thì nên chọn cái quả cầu băng xương để tự đóng băng 3 giây để bảo vệ bản thân khi mà những lúc cần thiết nha. Nếu mà không á, khi mà mọi người xem tem bảng nha, không có những cái vị tướng mà combo tốt như là vị tướng Diêu nè, vị tướng Yata chẳng hạn, thì mọi người có thể chọn cái siêu máu ok. Còn nếu mà có những vị tướng mà có cái combo tốt á, thì mình chọn cái quả cầu băng xương để bảo vệ mình nha. Mình đề phòng những cái trường hợp mà bắt cách đó mọi người. Và cái phần cái không quan trọng nữa chính là cái hỗ trợ mọi người, khi mà đi gần đúng không, mình chọn trình chạy, còn mà đi top thì hãy ưu tiên chọn cái bộc phá nha, hoặc là cái tốc hành đó. Và cái phần quan trọng nhất đó chính là phần trang bị. Trang bị thì nó sẽ quan trọng hơn cái bán ngọc của Lý Bố nhiều nha mọi người. Trang bị thì mình sẽ chia sẻ cho đi gần và đi solo đường tạc thăng. Đầu tiên là mình sẽ lên cái ghiều Vitathan, món thứ hai là dạy kiên cường, món thứ ba là cái thương Longinus, món thứ tư là phước ngọc kiếm, và món thứ năm là nhâm thẩn nha. Cuối cùng sẽ là cái giáp phong mệnh, sẽ luôn phiên thay thế giữa cái liềm lực mệnh đó mọi người, hoặc là cái quả cầu băng xương nha. Thì cái này là trang bị khi mà gặp tem bạn nào hình chuẩn, còn nếu mà là sát thương á, nếu mà sát thương sát thực mạnh thì hãy lên chuyên trôi thay cho nhâm thẩn, hoặc là sát thương vật lý mạnh thì hãy lên cái khiên đắc chì nha mọi người. Đó, chắc là đơn giản luôn, rất là dễ hiểu, rất là dễ nhớ nha mọi người. Còn nếu mà đi solo đường đặt hàng á, thì bỏ cái kia ghiều thanh đi, mình lên món một là dạy kiên cường nè, món thứ hai là cây thương Longinus nè, món thứ ba sẽ là phước hợp kiếm, món thứ tư sẽ là cái nhâm thẩn nha, và cái món thứ năm nè tùy vào tình hình tâm địch. Nếu mà sát thương vật lý mạnh đúng không thì mình lên cái khi nói chuyện. Đặc biệt á, khi mà đấy nha, tem bạn mà có nhiều vị tướng sát thương chuẩn như là vị tướng Agi á, thì mình ưu tiên lên cái khi tác chiến này sớm nha. Còn nếu mà gặp tem bạn mà sát thương hết thật mạnh thì hãy lên chuyên cho nha mọi người. Đó. Và đặc biệt nữa, nếu mà gặp tem bạn mà có nhiều khả năng hồi phục tốt, hồi máu tốt á, thì bỏ cái nhâm thẩn này đi. Mình sẽ ưu tiên lên cho cái đao chi hồn luôn, ở mức thứ hai luôn nha mọi người. Đây. Đó, như vậy thì sẽ rất là tốt khi mà đối đầu với tem bạn có nhiều tướng khả năng hồi máu tốt nha. Thì vẫn cái chiêu thức của Lữ Bố thì nói chung là rất là đơn giản. Chơi Lữ Bố thì nói chung là mình đánh giá với cái phần trang bị này, bản ngọc này thì rất là dễ dàng, mọi người leo quen nha, đảm bảo rất là ok luôn, mọi người cứ yên tâm mà dùng, mình xin hứa luôn. Rồi thì mình xin kết thúc video ở đây nha mọi người. Mình muốn làm cái video thiệt là ngắn để cho mọi người thêm đỡ tốn thời gian, dễ nhớ. Mọi người có muốn làm gì tướng nào thì hãy like comment bên dưới, mình sẽ làm theo cầu của tất cả mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người.